Bắt đầu từ ngày 21 tây tháng 2 năm 2021 thì đây là cái điều lệ mới bắt buộc cho những ai đến Canada bằng hai con đường là con đường máy bay và con đường lái xe đường bộ. Flying to Canada checklist, những cái điều cần phải làm trước khi bay đến Canada. We strongly advise Canadians to cancel or postpone non-essential travel plans outside of Canada. Now is not the time to travel. Chúng tôi, người dân Canada, nhấn mạnh là công dân Canada nên hủy bỏ những cái chuyến đi mà nó không có quan trọng, non-essential là không quan trọng, ra khỏi nước Canada. Đây không phải là thời gian để du lịch. People who travel by air, regardless of citizenship, face new measure of expenses when they return to Canada. Những người nào mà đi bằng đường máy bay, bất kể là công dân của nước nào, thì sẽ bắt buộc phải thông qua những cái điều lệ cũng như là sẽ phải đối diện với những cái chi phí khi mà họ quay lại Canada. The government of Canada introduced these measures to prevent further introduction and transmission of COVID-19 and new variants of the virus into Canada. Chính phủ Canada tiến hành những cái biện pháp này để mà prevent có nghĩa là phòng ngừa lây lan thêm nữa cái chủng COVID-19 cũng như là những cái biến thể của cái con virus này vào trong nước Canada. International travelers flying through Canada may not need to follow this checklist. Những người nào mà bay đến Canada mà chỉ là quá cảnh thôi á thì có thể không cần phải làm theo những cái điều lệ sau đây. See transit to another country by air. Những người đó thì sẽ vào trong cái đường dẫn sau đây để đọc thêm chi tiết. On this page, trong cái trang này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về gì? Before you travel, trước khi chúng ta bay, chúng ta phải làm gì? Boarding your flight, lên máy bay chúng ta phải làm gì? Arriving in Canada, đến Canada chúng ta phải làm những gì? Completing your quarantine, hoàn tất cái giai đoạn bị cách ly. Testing and quarantine exemptions, những người nào sẽ được miễn kiểm tra hay là cách ly là ai? Bây giờ chúng ta nói về cái điều thứ nhất trước khi đến Canada, trước khi bay. Before you travel, the COVID pandemic restricts travel to Canada and within Canada. It is essential to understand and comply with the requirements. Đại dịch COVID-19, đại dịch COVID-19 đã làm cho cái chuyện mà hạn chế chuyện bay đến Canada và bay trong vòng nước Canada. Và chúng thật là một điều quan trọng để mà hiểu và làm theo những cái điều kiện, những cái yêu cầu sau đây. Trước tiên là chúng ta phải biết chúng ta có được bay đến Canada hay không, thì chúng ta sẽ vào cái link là Find out if you can enter Canada. Đó. Cái này thì sẽ dẫn ra một cái trang nó dài hơn nữa. Rồi chúng ta giả sử như chúng ta đã được phép bay đến Canada thì chúng ta sẽ làm gì? Work your way through every step to understand how to plan and prepare. Chúng ta phải đọc kỹ những cái bước sau đây
để hiểu được và lên kế hoạch chuẩn bị cho nó chu đáo. Each step has specific requirements and exemptions that will ripple through a later stage of your travel. Mỗi bước nó sẽ có những cái yêu cầu cũng như là có những trường hợp ngoại lệ. Đó. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta đi một cách nhẹ nhàng hơn trong những cái giai đoạn về sau của cái chuyến đi. Check your provincial or territorial restrictions. Chúng ta đi đến tỉnh bang nào thì mỗi tỉnh bang nó sẽ có những cái quy định riêng, cho nên chúng ta phải đọc kỹ những cái quy định của cái tỉnh bang đó. Assess your quarantine plan before you travel. Phải lên kế hoạch cách ly như thế nào trước khi chúng ta bay. Get your pre-entry COVID-19 test. Phải kiểm tra cái có bị nhiễm cái con virus này hay không trước khi bay. Reserve your 3-night hotel stopover available February 18. Phải đăng ký khách sạn nghỉ 3 đêm. Và cái điều lệ này nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 2. Use arrive can to submit your travel and quarantine plans. Sử dụng cái app arrive can để mà gửi thông tin về cái chuyến bay của chúng ta cũng như là những kế hoạch mà chúng ta sẽ cách ly như thế nào. Airports open to international arrivals and departures. Hiện nay tất cả các máy bay đều mở để mà đón những cái máy bay quốc tế và cũng là có những chuyến bay bay đi nước ngoài. Boarding your flight. Trong lúc lên máy bay chúng ta phải làm gì? Have your arrive can receipt and pre-entry test results ready to provide to the airline. Phải nộp cái thông tin trên cái app arrive can và nó phải cho chúng ta một cái giấy xác nhận cũng như là cầm theo cái kết quả thử nghiệm cái con virus đó, COVID-19 trước khi mà lên máy bay để mà cho cái hãng máy bay xem khi mà họ cần. Check the requirements for boarding a flight to Canada. Muốn tìm thêm những cái thông tin quan trọng để mà ngồi lên máy bay để bay đến Canada thì bấm vào cái link này. Khi mà chúng ta bay đến Canada, arriving in Canada, have your arrive can receipt, test result and quarantine plans ready for assessment by a border service officer. Chúng ta phải có sẵn là một cái tờ giấy xác nhận đã nộp hồ sơ trên Arrive Can app, kết quả xét nghiệm về con virus COVID-19 cũng như là những cái kế hoạch mà chúng ta sẽ cách ly như thế nào để mà cái nhân viên hải quan họ sẽ xem xét. Take a test on arrival. Lúc mới vừa đặt chân đến thì sẽ có nhân viên đến và làm cái xét nghiệm COVID-19 tại chỗ. Và cái điều lệ này nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 năm 2021. Go to your pre-booked hotel for up to 3 nights to await results from your arrival test. Đến thẳng cái khách sạn mà chúng ta đã đăng ký trước 3 đêm để mà chờ kết quả. Và hiệu lực của cái điều lệ này là có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 năm 2021. Hoàn thành cái quá trình cách ly của chúng ta như thế nào? Completing your quarantine. Go directly to your place of quarantine. Đi thẳng tới nơi mà chúng ta phải ở để cách ly 14 ngày.
Use Arrive Can to check in and report daily. Dự sử dụng cái app Arrive Can để mỗi ngày phải report về nhiệt độ, về cơ thể, về những cái triệu chứng vân vân. After February 21st, 2021, completing your hotel and full quarantine. Bắt buộc phải hoàn tất cái việc là cách ly tại khách sạn cũng như là cách ly tại nhà. Traveling on to your place of quarantine. Làm cái lộ trình đi đến cái nơi mà chúng ta sẽ cách ly. Testing and quarantine exemptions. Những ai được phép miễn trong cái việc kiểm tra cũng như là miễn trong cái việc là phải cách ly. Thì chúng ta sẽ coi những cái người nào được miễn. If you think you may be exempt from mandatory requirements, check the details for who is exempt from quarantine, who is exempt from re-entry testing, who is exempt from arrival testing. Nếu mà bạn nghĩ là bạn có thể được miễn, không cần phải kiểm tra, đó, không cần phải đi qua những cái kiểm tra bắt buộc này, thì xem thử coi những người nào là những người được miễn không không có kiểm tra. Đây là một cái ví dụ xem ai được miễn không kiểm tra. You may be exempt from mandatory quarantine requirements under certain conditions, including if you provide essential services, maintain the flow of essential goods of people, are receiving medical care within 36 hours of entering Canada not related to COVID-19, regularly cross the border to work, live in an integrated transborder community. There are strict requirements you must follow even if you exempt from quarantine. You must wear a mask at all times when in public spaces. Maintain a list of all close contacts for your first 14 days in Canada. Những người nào mà được phép miễn không cần kiểm tra, không cần phải làm xét nghiệm là những người rất là quan trọng, là làm việc, đang làm việc quan trọng cho chính phủ. Những người nào mà chuyên chở hàng hóa hay là chuyên chở người qua biên giới. Đó, đó là những cái người, ngoài ra là những người đang điều trị bệnh trong vòng 36 tiếng. Tức là họ đang nằm trên một cái chiếc xe cứu thương, ví dụ như vậy. Và trong vòng 36 tiếng, khi mà họ đến Canada, trên đường đi đến Canada và họ bị bệnh không có liên quan gì tới COVID-19. Rồi, họ là người thường xuyên đi qua lại biên giới vì lý do công việc, cũng như là họ sống trong một cái vùng cận kề biên giới. Thì khi mà họ nằm trong cái đối tượng được miễn kiểm tra đó, thì họ bắt buộc phải tuân thủ là lúc nào cũng phải mang theo cái khẩu trang khi mà họ đến những nơi công cộng, và họ phải lúc nào cũng có một cái danh sách những cái người mà họ tiếp xúc thân cận trong vòng 14 ngày khi đặt chân đến Canada. Đây là những cái đối tượng làm việc trong cái vùng biên giới Canada với Mỹ nhiều hơn là những cái người bay đến Canada. Đó là hôm nay Liên chia sẻ với các bạn, quý vị, thông tin mới nhất về tình hình nhập cảnh Canada. Hẹn gặp lại trong kỳ sau.